chào các bạn đang đến với chương trình Tần số tình yêu. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay và đón xem những sự đặc biệt cũng như là hấp dẫn của tần số tình yêu, xin mời chúng ta cùng gặp 5 khách mời ngày hôm nay. Xin mời. 5 người, mỗi người mỗi phong cách khác nhau. Trinh ơi, có thấy ai đúng gu mình chưa? Thôi, Trinh mắc cỡ rồi. Mình tên là Nguyễn Thịnh Long, nay mình 23 tuổi. Mình thấy em tên là Trương Xuân Huy, năm nay em 21 tuổi. Mình tên là Ngô Đức Hải, mình đến từ Hà Nội. Hiện tại thì mình đang làm một chuyên viên tư vấn kim cương ở một showroom kim cương ở thành phố Hồ Chí Minh. Bình thường là tôi nghe tới vàng, bạc là tư vấn là thấy ngầu rồi. Nghe tư vấn kim cương là thích rồi đó. Cô gái ơi, tư vấn kim cương nha, nhớ ghi nha, nhớ đầu nha. Anh Hải kim cương đó, thích rồi đó. Nghe là thấy giàu rồi đó. Mà nó từ trời ơi, hoàng tử đâu đây? Dạ, đầu tiên em xin được chào hai MC cùng với quý vị khán giả. Xin được tự giới thiệu, em tên là Công Minh, hiện tại em đang là sinh viên của khoa công nghệ thông tin. Mình tên là Điền, hiện tại mình là diễn viên. Còn bây giờ xin mời nhân vật chính ạ. Lời nói đầu tiên thì em xin chào anh Chí Thiện và chị Phương Trinh. Và chào năm bạn trai ở đây. Mình là Bích Ngọc. Em bán trà đào hả? Dạ, bán trà đào, trà sữa ạ. Em có thể mời anh một cốc trà đào được không? Tiền cho anh hỏi lối vào tim em. Bạn đẹp quá, em nhìn. À, em đã nhìn không á hả? Nhìn không anh. Lúc nãy giờ trông chờ ánh mắt bạn ấy nhìn vào em mà không có. Ngọc có biết tại sao người ta khen hoa đẹp không? Dạ không. Tại vì người ta chưa gặp Ngọc đấy.